Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa Việt Nam Dairy 2024 với chủ đề Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm chuyên ngành quan trọng về lĩnh vực này, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Việt Nam với vai trò xúc tiến thương mại, làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Có gần 200 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Đan Mạch, New Zealand, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Pháp, Việt Nam tham gia triển lãm năm nay để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ mới của các nhóm ngành hàng, sữa và sản phẩm sữa, công nghệ dây chuyền chế biến và bao bì sữa, công nghệ tái chế bao bì, xử lý môi trường. Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách tham quan, người tiêu dùng sẽ được tư vấn dinh dưỡng, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, cùng các kỹ năng sử dụng sản phẩm chế biến từ sữa của hàng trăm thương hiệu sữa Việt Nam và quốc tế. Tại triển lãm còn có khu trưng bày giới thiệu thành tựu ngành sữa Việt Nam và hội thảo chuyên ngành với chủ đề các giải pháp áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành sữa, giải pháp tăng cường tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam nhằm mở ra cơ hội kết nối giao thương, tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại, khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa Việt Nam.